Lại đây con, lại đây, lại đây. Lại đây nè. Lại đây, nặng cái cây. Lại đây. Lại đây. Lại biểu, lại biểu, lại biểu, lại biểu. Đó, mình thấy cái miếng giả thấy ngoan chưa? À, con này lúc nào lên nó cũng mừng hết trơn á. À, rất là hiền. Nhiều khi lên đầu tiên nó sủa sủa thấy ghê lắm, nhưng mà cuối cùng nó rất là hiền. Đó, hai con luôn rồi thấy chưa? Một con đang mang bầu. Đó. Con đại biểu nè, đại biểu. Đó, con này là chồng của con này. Nhưng bây giờ con này nó mang bầu rồi nhưng mà không phải là con của con này. Đó là cái con trong bụng con này là con của cái con chó hàng xóm. Nhưng mà con chó này nó không biết nha mọi người. Nó nhìn cái mặt nó không biết. Ê, mày có biết không? Hả, mày có biết là cái con trong cái bụng con vợ mày là không phải con của mày không? Hả? Bác Tâm kể là cái con này á, ban ngày thì nó giữ nhà, còn ban đêm nó thì nó qua nhà hàng xóm, qua nhà của hàng xóm á, qua nhà chó hàng xóm, như phải qua nhà hàng xóm đó. Nó qua bển vẫn có bầu luôn nè. Đó, con này nó không biết đó. Rồi đó, nó chơi vui thôi chứ giờ là Tâm sẽ quay xưa cho mọi người xem nha. Đây, Tâm đang ở Long An, ở bên công ty của bác Tâm. Đó, bây giờ sẽ quay xưa cho mọi người xem. Đây nè, mọi người thấy không? Đó, lúc đầu thì mình sẽ qua bên đây mình quay trước đi. Đầu tiên thì mình quay mấy cái cây bông này trước đi ha. Đây là hoa 10 giờ. Đó, mọi người thấy đẹp chưa? Mà rất là đẹp. Còn ở đây là hoa mai. Đó, bắt đầu tầm để Tết á mọi người. Nó nổ, nó trổ bông ra đẹp. Đây nè, đó, nhiều bông hay chưa? Hổm là Tâm lên là bác chưa trồng gì hết. Nay lên cái quá trời kỳ kiển luôn. Đó. Khế đây nè, đó mình có đầy cây khế mai nè, mọi người thấy không, quá tí luôn. Đó. Còn đây bác trồng mấy cái ổi nè. Ôi mấy cái ổi nó có bông rồi nè. Tết lên là chắc chắn sẽ có ăn, có ổi ăn. Đó. Hiện tại lúa thì người ta chưa có gặt mọi người. Bên đó nhiều chỗ gặt rồi, còn ở đây thì chưa gặt. Đó, còn đây là mấy cây sưa bá Tâm mới trồng, người thấy không? Ở đây là bên công ty, còn múc bên kia là cũng nhà bác Tâm nữa, nhưng mà ở đó thì trồng cây sưa nó lâu rồi, nó 2 năm rồi, cho nên là nó bự hơn xíu. Còn đây là bác Tâm mới trồng thôi, người thấy không? Đó, đã chưa? Đó, đây là mấy cây ổi nè. Mình trồng sen canh vô này rất là ok. Đó, mình trồng ổi, mình trồng thêm mấy cây sưa vô. Đó, nó hủ qua, mọi người thấy không? Ở dưới thì mấy cây sưa Tâm sẽ trồng, dưới gốc nó trồng cây cải. Cây cải với bữa hổm quay cho mọi người xem, mấy cải đó rất là mắc nha, ở ngoài chợ bán rất là mắc, ăn có rất là ngon, nó ăn thịt bò, ăn lẩu gì vẫn ok đó. Đó. Đây. Mấy gốc sưa bá mới trồng thôi mà nó cũng bự chà bá lửa luôn nè. Mấy đang cái gốc nó nè. Đó. Mình thấy nó bự chưa, gốc nó bự chưa? Còn ở bên đó là mọi người thấy không? Bên đó là cây mua. Cây mua ở dưới quê người Tâm là hay thấy nó là chặt dục. Còn trên đây thì mọi người trồng cái chậu làm kiển phong thủy. Đó. Cái cây mua thì mình có thể mình thụt cái ống tre, nó sẽ kêu cái bụp. Mấy cái trò chơi hồi xưa mình hay chơi, hồi nhỏ mình hay chơi. Còn đây là hủ qua nè mọi người, hủ qua nè. Đó mọi người thấy không? Mấy trái hủ qua này nè. Trái hủ qua con nè. Đó, xíu nữa mình hái mình nấu canh. Mà nó còn nhỏ quá mình ăn cái thì xong. Nè, mấy trái hủ qua dễ thương chưa? Đó. Bông nè. Đó, đẹp chưa mọi người, thấy đẹp chưa? Hôm nay là thời tiết ở Long An nó không có mưa mọi người. Trời nó cũng mát mát hả. Hồi sớm nó hơi nắng một xíu. Sớm Tâm đi lên đây nè, hồi năm mấy á. Lên tới đây rồi nắng quá ngồi xe mệt muốn xỉu luôn, mà đi mấy cái đường dần dần nữa, đi ngay đường biên giới giữa Campuchia với Việt Nam. Đó. Đây là bầu hà bí gì nè, à dưa leo. Dưa leo chứ không phải là bầu hà bí. Đây nè, trái dưa leo, nhìn thấy cái trái nó mới biết là trái dưa, cây dưa leo nha, chứ không phải nhìn tưởng đâu cây bầu hoặc cây bí. Bó tay mình luôn, mình hết biết cây gì đâu, giết mình quay phim quay cây không, mình không biết cây gì luôn. Đó, giết mình quay xưa không, cái mấy cây kia mình không biết luôn. Nè, dưa leo nè, bán tầm thêm dưa leo nè. Đó, đã chưa? Con chó này mỗi lần Tâm lên đó mọi người, nó đều đi theo chơi.
dễ thương lắm, hay cưng lắm. Đó. Lúa đẹp ha mọi người. Đây là Long An, ở kiến tường Long An. À, Tâm thì dưới Bến Tre lên hồi xe hồi trưa hồi nãy đi, hồi sáng đi tới tới trưa 11 giờ mới tới. Hai con chó rất là dễ thương. Đó. Nè, có mấy cái trái ổi, chúng ta ra bông mấy cây ổi, cây ổi này có ra bông rồi nè. Đó. Mọi người thấy không? Bác làm trồng nè, cách mỗi cây 2 mét. Đó, như thế này, rất là ok. Nhiều khi mấy cô chú trồng, mấy cô chú nhắn tin hỏi, gọi hỏi á, trồng nhiêu mét, cách nhiêu mét đều là cách 2 mét là ok. Còn dưới chỗ nhà Tâm á, mọi người sẽ hỏi sao trồng khít dữ vậy. Đó, mọi người bình luận hỏi sao trồng khít dữ vậy. Tại vì đất ở nhà Tâm nó ít, ít cho nên trồng khít một xíu. Đó. Còn đây thì ai nhà ai mà đất mà nó rộng nó nhiều quá thì mình trồng thưa ra 2 mét ok. Hoặc là nhà mà trồng có cây gì thì mình trồng xen canh mấy cây xưa này vô thì vẫn ok. Đó. Đây. Gốc xưa mọi người thấy không? Bự không? Đó. Đây nè, đây chắc chắn là cây bí, cây bầu nè, đó, chắc chắn luôn. Chắc chắn là cây bầu nhưng phải cây dưa leo nữa. Ủa, cây mướp. Cây mướp mọi người ơi, có trái mướp kìa. Nhiều khi bây giờ là hết biết mấy cái dây này nó giống, nhiều khi nó giống nhau qua bầu với bí. Bầu bí mướp dưa leo dưa gan dưa hấu gì, nhiều khi mấy cây giống quá không biết nó là cây gì. Đó, mướp mới đúng nha mọi người. Còn này chắc bầu nè, thiệt nè. Đó, cây bầu không ra. Không, chắc cây mướp quá. Đó. Còn cây rau muống chắc luôn đó. Nó bám trồng hình rau muống nè, mọi người thấy không? Có thêm một cây nhãn nữa. Đó. Trồng quá trời cây luôn. Trồng mấy rau củ quả. Để mình rau này nọ này kia mình ăn đó. Rau muống thì mình ăn bún riêu. Còn mướp thì mình nấu canh mình ăn. Dưa leo thì mình ăn sống đó. Còn hủ qua thì lá mình nấu canh. Còn trái mình cũng nấu canh được luôn, mình dùng thịt. Đó. Bên kia có môn nữa kìa. Nhà bác tầm giống tầm dưới tầm tầm gì này có mít lên nè. Đó, dưới tầm thêm mấy cái cây khác có đống cây luôn, mỗi khi đi quay xưa là sẽ có mấy cây khác để giới thiệu cho mọi người luôn nè. Có mấy trái hủ qua nó chín vàng khè luôn. Đó. Lúa cỏ nữa đó, nhiều cây chó nè đó. Nè bưởi nữa nè mọi người, dưới tầm cũng trồng bưởi nữa đó. Hồi ớt nữa nè, mọi người thấy không? Đó. Nhiều khi mình trồng xen canh vô cũng rất là ok. Cái gì còn gì nữa không ta? Đây nè, có rau mồng tơi nè, mọi người thấy không? Mồng tơi. Rồi à, mồng tơi, còn cây này là cây. Cây này tao không biết tên, cây này lạ quá. Cây nha đam, đó, cây xả. Đó, xưa bác trồng nè, một chuối nhóc rồi, mọi người thấy không? Đó, cảnh dưới Long An rất là đẹp. À. Một chỗ dòng sông như thế này có mấy cây chuối ha mọi người, cái bên có một cái những cây xưa đó, bụi chuối mía gì đó rất là nhiều cây đó, mọi người thấy không, cảnh đẹp không, hồi nhìn rất là đẹp, mênh mông bạc ngàn bát ngát luôn á, trời nó màu đó, rất là đẹp đó. Kia có cầu tiêu á, mọi người thấy không, đó đẹp luôn. Nhiều khi Tâm đi mấy cái cây cầu á, mấy cầu tên nó lạ dữ lắm, nhiều khi tên nó vậy mà nó ý nghĩa nó không phải nó vậy. Ví dụ như đi mấy cầu ngoài đường để cái cầu yếu, cái cầu tên yếu, mình tưởng đâu cầu yếu mà nhờ cầu tên vậy. Đó. Nhiều khi cầu nó tên lạ lắm. Nhiều thứ đó. Còn đây là kiến, trời ơi kiến dữ vậy. Kiến bày bày luôn, quá tí. Thôi để hồi nó cắn mình. Rồi có tắc nè mọi người, nó mấy cây tắc kìa, mọi người thấy không? Đó. Rau mơ, lá rau mơ. Này, lá rau mơ thì mình làm bánh rau mơ. Dưới quê Tâm hay gọi là bánh cục á. Hồi đó hai nhỏ ăn hoài. Còn đây là đậu que. Đó. Phải không ha? Không biết luôn. Rồi.
quá tí cây, hỏi tí cây luôn. Rồi rau rau nữa, rau găm, rau thơm, môn, nhiều quá, quá tí. Đó. Rồi xong, cảm ơn mọi người đã xem video này, và mọi người có mua sưa thì nhớ liên hệ để được tư vấn. Đó. Ôi mấy cây bông đẹp quá ha. Nhiều khi tâm đi quay tâm nói chuyện dân dã. Có ai nhiều người cũng thích, mọi người cũng thích, có nhiều người cũng không thích. Nói chuyện tùm lum lá tan. Gặp gì cũng nói được hết. Rồi cảm ơn mọi người có mua sưa thì nhớ liên hệ nha để tư vấn. Một người có thể là kết bạn qua Zalo. Mọi người mua sưa nha, chứ đừng có bom hàng nha, đặt là lấy nha, đừng bom hàng. Như mấy hổm này bị quá trời quá đất. Nó không biết ghét làm sao mà. Cái bom hàng. Tâm mà cảnh tâm lục lên số điện thoại tâm tìm kiếm, tâm nghiên cứu tìm kiếm hay hỏi thăm được ha, biết được một những người bơm hàng ha, là chắc khó sống với tâm đó. Rồi cảm ơn người rất là nhiều, dù sao thì cũng cảm ơn những cô chú anh chị đã ủng hộ. Nhiều khi mấy anh cô chú anh chị mà mua gì trồng á thấy ok cái mua nữa đó, cũng đặt nhiều lắm. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký để ủng hộ kênh Tâm Nhan. Và đừng quên, nếu mà thích sưa thì nhớ trồng sưa đỏ để sau này mình sẽ có một số tiền cực lớn, cực khủng khiếp. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye.